Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con kính chào má. Con kính chào chư vị Phật tử đã đến nhà của má con hôm nay vào mỗi Chủ Nhật để cùng niệm Phật. Con rất là tri ân bởi vì má con tu có quý thiện hữu tri thức đồng tu yểm trợ và sách tấn. Con rất là hoan hỷ công đức của quý vị, cũng như là rất là tri ân tấm lòng của quý vị đã từ rất là xa, không quản thời gian cũng như là năng lượng công sức của mình đến nhà của con để mà cùng má con có nửa buổi tu tập. Trước khi quý vị tu tập, đáng lý là hôm qua con đã chia sẻ lá thư thường lệ vào tối thứ bảy con viết, nhưng nếu được hôm nay trước khi vào thời khóa niệm Phật, quý vị cùng với má nghe con chia sẻ Phật pháp sách tấn niệm Phật thì cũng là nhân duyên thiện lành. A Di Đà Phật. Kính thưa má, thì trước là cho con xin lỗi hồi tối để má phải đợi và gọi bởi vì con không có đúng hẹn. Hôm nay con kính chia sẻ với má và quý Phật tử một câu chuyện nhỏ nha. Câu chuyện nó có thật. Và con đọc con cảm thấy rất là chạm trong lòng con. Câu chuyện đó được kể rằng có một người nông dân nghèo tên là Fleming ở bên Scotland á, ở phương Tây, đang làm vườn thì bỗng nghe có tiếng gào thét của một đứa trẻ. Chạy ra thì thấy đứa trẻ đó đang hấp hối xém chết ở trong một cái đầm lầy. Ông ta cứu. Sáng mai hôm sau, có một nhà đại quý tộc tới tận cửa nhà của người nông dân đó và nói với ông rằng: hôm qua người ông cứu là đứa con của tôi, hôm nay bằng mọi giá tôi phải đền ơn ông. Tôi muốn đền ơn. Người nông dân Fleming đã nói rằng: mạng người là vô giá, tôi cứu người không phải là thi ân để cầu đền đáp. Ông đền đáp kiểu gì? Không, tôi không bao giờ nhận. Thì bỗng có một đứa bé trực khoảng 10 tuổi, 12 tuổi chạy tới. Ba, con của ông hả? Đại quý tộc hỏi. Đúng là con tôi. Nhà quý tộc mới nhìn qua đứa bé và hỏi: con lớn lên, con muốn làm gì? Nó nói: nhà con nghèo, ba con làm gì, con sẽ làm nó. Nhưng mà nếu cho con một cơ hội thì con ước mơ làm gì? Đứa bé gục đầu xuống và suy nghĩ một lát. Con muốn làm bác sĩ. Nhà đại quý tộc mới nhìn qua người nông dân và nói: vậy thế này nhé, ông không có nhận cái sự đền đáp của tôi á, thì con của ông có ước mơ. Tôi sẽ là cái người xin phép ông nuôi dưỡng chi phí toàn bộ cái việc học của nó. Ông đồng ý không? Ông có một tấm lòng cứu người. Nếu đứa con của ông nó có được cái tấm lòng đó mà nó học bác sĩ, nó sẽ cứu được rất nhiều người. Và tôi với ông sẽ rất là tự hào về đứa con này. Ông đồng ý chứ? Người nông dân ấy ngẫm nghĩ và gật đầu. Bởi vì quá dài về tương lai ai biết. Gật đầu, đồng ý. Và má và quý vị biết không? Người con trai đó, đứa bé đó, sau này lớn lên và học vô cái trường đại học y danh tiếng Hoàng gia Anh. Sau khi tốt nghiệp, được loại ưu tú và được Hoàng gia Anh phong cái tước hiệu là không tước, là Sir Alexander Fleming. Và ông là một đại danh y, đại bác sĩ, phát hiện ra cái thuốc kháng khuẩn penicillin.
Và ông đã được trao giải Nobel về y học. Và một khoảng thời gian sau, má biết là cái người con trai trước kia mà cha của ông này cứu, lâm một cái trọng bệnh mà không có thuốc nào cứu, chính cái thuốc kháng khuẩn này đã cứu được mạng sống của ông kìa. Và má biết cái ông mà được cứu đó là ai không? Là trở thành một bậc vĩ nhân của Anh quốc và đất nước Anh. Đó là Winston Churchill, tính là đại thủ tướng của Anh. Là một người có một cống hiến vô cùng lớn cho đất nước Anh. Là một thủ tướng lừng danh, một nhà chính trị trứ danh. Hai người này, hai đứa con đó, là đôi bạn rất thân. Và năm 1955, một người mất ở tuổi 74, là bác sĩ ấy. Và năm 1965, người kia mất năm 91 tuổi, đều được chôn trong cùng một nghĩa trang. Và câu chuyện này được ghi vào trong sách lịch sử cũng như là giáo khoa, nếu con nhớ không lầm, ở trong viện bảo tàng của Anh quốc. Câu chuyện đó, một câu chuyện nhân quả đó. Mình có thể học nhân quả nhưng mà mình không tự trải nghiệm nhân quả. Cho nên phương Tây họ không có học Phật nhiều như mình, nhưng cái công đức của họ lớn đủ may mắn để họ trải nghiệm nhân quả, thì cả đời của họ họ sẽ tu hành theo nhân quả. Thì có hai câu chuyện này nè, kính thưa má và quý Phật tử, có ba cái điều con cảm nhận. Thứ nhất á, nhân quả, nhân duyên và quả không sai một ly. Cứ làm việc tốt, nó không đến nhanh thì đến chậm, nó không đến trước thì đến sau, nó không đến chỗ này nó sẽ đến chỗ khác. Và chắc chắn mình gieo một hột lúa nó sẽ trở thành một bông lúa. Và để cho một hột lúa mà trở thành một bông lúa triệu cành á, thì cái tâm của mình khi mà gieo trồng là trọn vẹn, không có mong cầu. Thì hãy cứ làm việc tốt, việc còn lại là nguyên lý vận hành của vũ trụ này sẽ cho mình kết quả mà không ngờ đến. Đó là quy luật nhân quả. Nếu mà mình nhận lại những thứ mà mình than vãn thì biết, thì mình nên biết rằng đó là những thứ mà mình cho cái người ở kiếp trước và họ đã than vãn cách mình cho. Và nếu mà mình nhận được những cái thứ ở kiếp này mình cảm thấy thật là tuyệt vời, thì thực tế thì đó là cái nhân mà mình đã cho ai đó kiếp nào đó những thứ mà họ cảm thấy rất tuyệt vời. Cho nên thực tế thì mình không có nhận lại những gì hết á, mình chỉ đang nhận lại những gì mình cho trước đó thôi. Điều đó không sai một ly. Đó là nhân quả. Nhân quả tức là mình nhận cái thứ gì mà mình từng cho, thì cái thứ tốt hay xấu đó là tự động mình cảm nhận. Nhưng mà mình không thể có được những cái thứ mà mình chưa từng cho ra, đơn giản vậy đó. Và mình chỉ có thể cho ra những thứ mà mình có. Nếu mình muốn cho những cái thứ mà sau này mà mình nhận lại á, thì trước hết á, mình phải có thứ đó rồi mình mới cho. Tức là tình thương và sự buông xả. Còn nếu cho mà bằng cái tâm mưu cầu để sau này mình được phước thì nó cũng tốt về nhân quả, nhưng nó sẽ giới hạn. Bằng cái lòng thực sự giúp á, thì khác. Mà bằng hiểu cái nhân quả và mưu cầu để sau này mình được sinh thiên hưởng thụ á, cũng tốt, nhưng thực sự nó chưa tốt bằng cái vô tâm trong thi ân, không đền đáp. Cái nghĩa thứ hai mà con thấy ở đây á, thưa má, đó là cái người cha này nè, khi cứu cái đứa bé dưới đầm lầy á, cứu rồi, nếu như giả dụ như là con hay là má hay là ai đó, xong khi mình cứu đứa bé đó, cái mình tới, mình thấy nhà đại quý tộc tới, cái mình mừng thầm rồi, ồ, phước đổ rồi, phước về rồi. Và liệu rằng mình có dám từ chối cái món quà đặc biệt mà cái đại quý tộc kia nguyện trả ơn không? Bây giờ anh muốn gì, anh cứu con trai tôi là tôi có thể cho anh tất cả những gì anh muốn. Cái người quý tộc nó hỏi đứa con trai là con muốn gì? Nếu như con ở đó chắc con sẽ nghĩ quá, sao không hỏi mình muốn gì ta? Nếu con là người cha đó chắc tâm con sẽ hiểu như vậy quá. Nhưng mà người cha đó khi được người quý tộc hỏi, tôi muốn đền ơn.
Thì người cha này nói rằng mạng người là vô giá, tôi thi ân không cầu đền đáp. Thì cái tâm thi ân đó là cái tâm thi ân không đền đáp, cái tâm đó là cái tâm hiếm có người nào có lắm. Chẳng hạn như giờ thấy đứa bé mà nó lâm nguy bất kỳ một cái trường hợp nào, dù nặng hay nhẹ, mình cứu là chuyện bình thường bởi vì lương tâm con người mình á. Nhưng mà khi tới chừng cầu đền đáp á, thì chưa chắc. Ai cũng muốn đền đáp hết, bởi vì lúc đó lòng tham xuất hiện. Nhưng mà người cha này không cầu đền đáp, rất đặc biệt. Cho nên người cha này mới có được cái đứa con sau này như là một bác sĩ bằng lòng đại từ bi, từ người cha là từ bi trước đó. Thế mới trở thành một cái người mà cả một cái trái đất này mà có một mình ổng là cái người duy nhất được có cơ hội khám phá ra cái chất kháng khuẩn đó để cứu được cả triệu người trên thế gian này. Thì ổng phải có một cái gì đó tương ứng chứ, là lòng đại từ bi tương ứng. Thì ai có được cái người con đó phải có một người cha có lòng từ bi tương ứng. Đấy. Thì cha, mẹ, thầy mà muốn có con, có đệ tử mà tuyệt vời như điều mình mong muốn là cống hiến cho cuộc đời lớn, thì cái người cha, người mẹ, người thầy đó phải có một cái dạng phẩm chất tâm nào đó để cho cái năng lượng tương ứng của cái người kia đầu thai vào làm con, làm đệ tử, họ có cái công đức, có cái âm phúc để họ được nuôi dưỡng lại. Cái người bác sĩ kia họ được cảm hứng vô cùng lớn, chắc chắn là còn nhớ cái cách mà cha mình trước đó không có nhận sự đền đáp, cho nên mình mới có cơ hội được ông kia nuôi thành bác sĩ. Nếu mà cha mình nhận thì thôi chứ làm sao mà được nuôi thành bác sĩ đây. Chính vì cái đó mà ổng cảm hứng con người trở thành tốt đẹp lên. Và cái người mà báo đáp á, là báo đáp không do dự. Cái người quý tộc kia là báo đáp không si tích. Và ổng muốn cái gì tôi sẵn sàng báo đáp. Và khi nói là nuôi cái đứa con kia là ta nuôi cả đời, nuôi đến khi trưởng thành là biết bao nhiêu tiền. Như vậy là cái tâm của họ với một người thi ân thì không cần đền đáp, với một người báo ân thì không có si tính đo lường. Cho nên cái tâm này là cái tâm của một người báo ân có trí tuệ. Trí tuệ. Khi mà mình báo ân những người khác mà mình nghĩ à thôi, người đó có ân với mình, bây giờ mình cúng dường, mình phục vụ hay mình làm cái gì đó, coi thử trước đó họ giúp mình A, bây giờ mình giúp họ A. Ví dụ như họ trước đó đi đám cưới cho con mình là 500, bây giờ là mình đi lại coi thử 200 thì ít quá, mà 500 thì được, chứ mà hễ 1 triệu thấy nó nhiều quá. Tâm mình tính liền. Khi mà mình thi ân với người khác thì có thể mình không có đền đáp, nhưng mà mình khi mình đền đáp á là mình tính toán nha. Mà đặc biệt người cha này là người cha đền ơn mà không tính toán, cho nên mới có được một cái đứa con sau này mà đại trí tuệ, là trở thành một vĩ nhân đóng góp những cái điều tuyệt vời cho đất nước, cả một đất nước, cho hàng ngàn hàng triệu người. Vậy thì đây con thấy đền ơn mà tính toán là sao trí tuệ, đó là sự ích kỷ. Cho nên đó là trí tuệ của người cha, cho nên mới có được cái trí tuệ của người con đầu thai vào trong mình và trở thành vĩ nhân cống hiến cho đất nước. Còn với lòng từ bi thi ân mà không cần đền đáp, nó mới muốn cứu người thôi, muốn họ sống thôi, đơn giản thế. Nhưng mà là có một cái người con biết đó là một đại Bồ Tát hóa thân để cứu người, vô cái lòng từ bi của người cha đó. Thì hai người cha này là cái bệ phóng để cho hai đứa con, là cái âm phúc cho họ trưởng thành và họ trở thành đôi bạn thân, và chính họ cứu nhau lại lần nữa. Câu chuyện này tuyệt vời quá. Và con cũng rất là tri ân má, là người đau khổ trong cuộc đời, để đau khổ đó làm cho má giác ngộ, đưa má đến với Phật để má dẫn con đi vào với Phật trước khi con phải đi qua đau khổ giống như má. Và nếu má tiếp tục hành trì thì công đức của má con sẽ được thừa hưởng. Và dĩ nhiên nếu cả kiếp người này con tu tập thì những người có nhân duyên với con cũng được hưởng lây đó. Nếu mà má thường xuyên niệm Phật thì chắc chắn những lúc con bế tắc, những lúc con mệt mỏi, những lúc con buồn tuổi trong cuộc đời tu chiều dài của mình, thì cái năng lượng của má khi má nghĩ về con, lập tức con sặc mũi, hoặc là lập tức có một cái năng lượng tốt đẹp
đến và che chở cho con. Hôm qua con quên, hồi tối hôm qua con quên chia sẻ cho má nghe, giống như lịch hàng ngày 8 giờ tối thứ bảy thì con sạc mũi 4 cái. Và ngay sau đó là má đã gọi cho con, đúng 5 phút sau. Cái bài học thứ ba mà con thấy là khi con còn cái chân mà khỏe thì con đi hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng nào đó là cái chân của con nó khỏe, nó chọn đi nhanh đi chậm. Khi con mắt của con còn mở ra được thì con thấy người này hay con thấy người kia, con nhìn cái hoa hay nhìn cái ghế, con nhìn cái gì quyền của con chọn. Khi cái răng của con còn nhai được, con ăn bắp, ăn mía, ăn cháo, ăn cơm, con chọn. Khi cái tâm của con còn khỏe, con suy nghĩ A, B, suy nghĩ Phật, suy nghĩ ma, suy nghĩ cái gì con chọn. Nhưng mà khi chân này không còn khỏe, con phải được người khác khiêng đi theo cái ý họ muốn. Khi miệng này không còn răng, cháo là thứ nhất thôi, còn không có gì được chọn hết. Khi mắt này mù, chỉ có một thứ thôi, màu mình phải bị thấy chứ không được thấy nữa, màu đen. Khi tâm này mà rụi tàn xuống cái lúc mà mình già yếu thì giống như những người già mà bị cái bệnh lãng trí mới thấy không? Ngồi nói miết, già giống như ngoài vậy đó mới thấy rồi đó, nói miết, ngồi nói một mình. Họ lúc này không chủ động được cái tâm. Thì đến cái lúc mà mình lâm chung, bao nhiêu nghiệp lực nó ùa về của một kiếp và nhiều kiếp trước, cái tâm mình loạn động khủng khiếp, kinh hồn bạc vía, thì lúc đó mình không thể chọn hướng mình đi. Dù chân mình không có, dù mắt mình không mở, nhưng mà lúc đó mình không còn cái thân này nữa, nhưng mà lúc đó toàn bộ cơ thể mình nó biểu hiện cái nghiệp của một kiếp. Mà nếu cái tâm mình không tỉnh táo lúc đó thì cái nghiệp đó nó đẩy mình đi. Cho nên bây giờ còn khỏe chân này, hãy đi theo Phật, đừng đi theo ma. Đôi mắt này còn mở thì hãy nhìn những thứ tích cực, đừng nhìn những thứ tiêu cực, đừng nhìn cái lỗi của người. Mà nếu thấy lỗi người thì lòng từ bi chứ đừng có phán xét. Cái miệng này ăn được thì ăn chay chứ đừng ăn mặn, đừng có tạo tác. Cái miệng này còn nói được thì niệm Phật, nói lời thương yêu và thấu hiểu, đừng nói lời phán xét, tố cáo, hành hạ, nói lời mỉa mai, chê bai. Đôi mắt này còn nhìn được, miệng này còn nói được, thân này còn đi được, đó là cái thân xác thôi, nó không quan trọng lắm. Quan trọng là cái tâm này còn tỉnh táo được mà không chọn niệm Phật thì ma sẽ chọn mình. Ma tức là nghiệp đó má, là suy nghĩ đó, là nó cứ bla 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 trong đầu mình, ngồi xuống đó nó bla 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 trong đầu mình, và khi ngủ nó bla 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 trong đầu mình và nó trở thành giấc mơ. Và sáng dậy, trưa, chiều, một ngày tối xuống bla bla hết, cứ mỗi ngày như vậy, mỗi ngày như vậy, mỗi ngày như vậy hết. Vậy thì cái bài học thứ ba của câu chuyện này con muốn chia sẻ với má là khi mình có thể chạy tới cứu được người ta, hãy chạy tới cứu liền. Tức là chọn cái tốt. Thôi để tôi làm xong cái đây cái đó, rồi hãy bỏ cái cuốc xuống, chạy ra giúp người, chạy ra nó chết mất tiêu rồi. Mất một cơ hội làm phước. Để mà làm phước được, người đó phải có cơ hội. Muốn tu là phải có cơ hội. Nhiều đứa đệ tử xuất gia của con đi tu rồi mà cha mẹ vẫn muốn lôi về đời. Một là nghiệp của họ kiếp trước là ngăn cản người tu khá nhiều. Kiếp này họ tu người khác ngăn cản. Hai, đó là thử thách của họ để coi thử thực sự là họ có tu hành vững chãi hay không, hay là họ vào phá đạo. Thì cha mẹ của họ là cái người mà phải thử thách nhiều nhất. Và cái người mà đền ơn là cái ông quý tộc đó, phải tới sáng mai liền. Và bao nhiêu, thứ gì tôi sẵn sàng mà không tính toán, không hẹn, không hứa, mừng quá và thật lòng luôn. Thì hãy làm việc thiện, hãy thi ân, hãy đền ân, giống như cách má đang làm ở nhà. Hãy tụng kinh, hãy niệm Phật, hãy bưng cháo cho ngoại, hãy nấu cháo cho ngoại, hãy đến giờ, hãy làm mọi việc thiện nào có thể làm liền. Và đặc biệt là hãy rảnh là niệm Phật liền, đừng để ma nó niệm mình, tức là đừng để có suy nghĩ nó niệm mình. Mình chọn phước thì phước đủ nó sẽ chọn mình, nó dẫn mình đi. Mình để nghiệp chọn mình, tức khi nghiệp đầy, nghiệp nó sẽ
đưa mình tới cái chỗ mà hàng ngày mình sống hoài với nó. Thì kính thưa má, giúp một người thôi mà sau này người đó giúp lại mình nhiều như vậy đó. Huống hồ gì mỗi một phút giây, mỗi một giờ, mỗi một ngày mà mình cứ niệm Phật miết thì mới nghĩ Phật bỏ mình chăng? Không bao giờ. Mình bỏ Phật, mình niệm ba chớp ba nhón, lúc thích lúc không, lúc nhớ lúc quên, chứ Phật không bao giờ bỏ chúng sinh. Cho nên mình mà mỗi phút mỗi giờ mỗi giây mỗi ngày mình niệm Phật miết thì Phật không bao giờ bỏ mình. Đó là nhân quả. Niệm Phật nhất định, nếu không thành Phật kiếp này thì cũng vãng sanh để thành Phật. Mình nhớ chắc như vậy. Bởi vì nhân quả rất rõ ràng. Trong câu chuyện đó là nhân quả. Thì niệm Phật là nhân, mà thành Phật là quả. Cái cây nó sống nó nghiêng về hướng này, hướng Tây, không lẽ nó chết cái nó ngã về hướng Đông? Không có cái lý nào hết. Ngày hôm nay mà má sống mà niệm Phật, không lẽ tối má ngủ má nhớ ma? Không có cái lý đó. Nếu một ngày mà niệm Phật, tự động tối cái tâm mình đó, nó chạy tiếp cái chương trình của Phật thì nó sẽ tối. Nếu nó không ngủ ngon thì nó nhớ tới Phật, nó thấy giấc mơ đẹp. Thì cái chết một kiếp đi luôn, không còn gì ở đây nữa, thì nó cũng giống như cái giấc ngủ ngắn hạn của một cái chết một ngày hôm qua hết. Đó. Thì coi mỗi ngày mình niệm Phật bao nhiêu là tối lại đó. Mình nhớ Phật không? Và mình ngủ có ngon không? Má nha. Thì đó là mình biết mỗi ngày mình tu tập nó tiến bộ. Qua câu chuyện này con kính chia sẻ, mong má, quý Phật tử đang ở bên cạnh chuẩn bị niệm Phật, cũng như ai hữu duyên nghe được, thì tính sâu nhân quả, mỗi phút giây chọn Phật không chọn ma, thực ra thì không để ma chọn mình, thì còn tỉnh, thì để cái tốt đẹp ở bên trong thân tâm này, để khi thân tâm này rủi tàn, cái tốt đẹp đó đưa đường chỉ lối cho mình đi. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.